Alo, chào anh Minh à. Anh có nghe rõ không anh? À, chào anh Thành à. À, anh nghe rõ anh. Hôm nay anh có đề tài gì mới chia sẻ với cộng đồng mạng đấy anh? Hôm nay anh liên hệ với anh để góp một số ý kiến về vụ án Hồ Duy Hưng Hải, mà những điểm mới gần đây là trên cộng đồng mạng đang xôn xao về hai vấn đề mà làm dư luận là hoang mang không hiểu thế nào. Hai vấn đề đó là gì? Hai vấn đề đó là thứ nhất là về camera ở bưu điện Cầu Voi, và vấn đề thứ hai nữa là động cơ gây án là gì và hung thủ là ai. Vừa rồi đây thì cũng có nhiều cộng đồng mạng bàn tán về vấn đề này nhiều. Thì trước hết thì tôi xin nói về vấn đề cái camera ở bưu điện Cầu Voi. Vừa qua thì trên cộng đồng mạng cũng có nhiều kênh chia sẻ về cái camera ở bưu điện Cầu Voi. Thì như cái kênh là Hồ Sơ Sạch đó, thì có đăng một clip là phỏng vấn anh Khúc Trường Thành, là nhân viên trong tổ kỹ thuật để đi đến lắp đặt camera ở bưu điện Cầu Voi vào khoảng năm 2006 2007 gì đấy. Anh là cũng là nhân viên trong tổ kỹ thuật, cho nên anh xác nhận rằng trong năm đó anh có đi đến bưu điện Cầu Voi để lắp đặt camera, và có năm mắt, tất nhiên là có năm cái cổng camera để quan sát á. Như thế thì hôm nay trên cộng đồng mạng xác định rằng bưu điện Cầu Voi có lắp đặt camera, điều này là chính xác. Và để chính xác hơn thì thám tử Cao cũng có hỏi anh là trước kia anh làm ở công ty nào, và công ty đó đóng ở đâu. Thám tử Cao có đến tận nơi và điều tra và lấy được thông tin xác nhận của người chủ công ty đấy, xác nhận là năm đấy có cử đội kỹ thuật xuống bưu điện Cầu Voi để lắp đặt camera. Thì như vậy thì chính xác là bưu điện Cầu Voi có lắp đặt camera, và những nghi ngờ có hay không có thì hôm nay đã được giải tỏa, và chính xác được biết rằng có lắp camera. Cộng với thám tử Cao cũng có chia sẻ hình ảnh năm 2008 về bưu điện Cầu Voi, hình ảnh có lắp đặt camera, và năm sau có và sau 2009 thì có gỡ đi và dấu vết còn lại, và hiện nay thì không thấy dấu vết camera nữa. Như vậy chứng minh rõ ràng là bưu điện Cầu Voi có lắp đặt camera. Đây là một chi tiết rất là quan trọng để chứng minh gì? Chứng minh là cơ quan điều tra Long An không trung thực. Tất cả những điểm có lợi cho Hồ Duy Hải thì đều bị ém nhẹm và bỏ ra. Như là chúng ta đã thấy vừa qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ rằng những hồ sơ của Hồ Duy Hải khai kêu oan cũng bị rút ra, và một số hồ sơ đã bị sửa sửa lại, như là hồ sơ của anh nhân chứng Đinh Văn Thường cũng bị thêm vào và sửa chữa, ký thay chữ ký của anh
tất nhiên là đã giả chữ ký của anh để làm hồ sơ là Đinh Vũ Thường là nhân vật làm chứng nhìn thấy Hồ Duy Hải, thì tất cả cái đó là những sai phạm cố tình của cơ quan điều tra. Hôm nay lại thêm một chi tiết nữa là cơ quan điều tra không công bố về dữ liệu camera, và cộng đồng mạng cũng đang lên tiếng tìm kiếm và yêu cầu cơ quan điều tra Long An hãy là cung cấp dữ liệu camera thu được trong ngày xảy ra án mạng đấy. Nếu không thì cũng sẽ bị lôi ra thôi. Do đó thấy rằng cơ quan điều tra Long An rõ ràng là cố tình làm sai lệch hồ sơ để ép Hồ Duy Hải nhận tội bằng những 25 lời khai và kết tội tử hình Hồ Duy Hải để thế mạng cho hung thủ. Thì vấn đề này hôm nay đã rõ ràng rồi. Thêm một chi tiết camera thì nữa thì cơ quan điều tra Long An không thể nào chối cãi được. Và dữ liệu có nhiều người nói thì Lê Thành Trung giữ, cũng có dư luận trên mạng nói rằng là bưu điện tỉnh Long An, bưu chính viễn thông Long An giữ, vẫn còn giữ là dữ liệu camera đó. Do đó thì cũng không khó gì khi một cơ quan điều tra của viện kiểm sát vào cuộc thì việc lấy dữ liệu không khó lắm. Đó là vấn đề thứ nhất mà trên mạng vừa qua đã bàn luận xôn xao về vấn đề camera. Như vậy thì là cơ quan điều tra này đã làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đó là một cái tội phải chịu trước pháp luật. Như vậy phải khởi kiện cơ quan điều tra đã phạm một tội là làm sai lệch hồ sơ. Nhưng khởi kiện kiện ở đâu? Thì vừa qua thì luật sư Trần Hồng Phong đã có làm đơn xin khởi kiện cơ quan điều tra tỉnh Long An đã làm sai lệch hồ sơ. Nhưng quan trọng là khởi kiện ở đâu? Khởi kiện ở tòa án Long An hay sao? Nơi đó thì thôi thua rồi các bạn. Rồi khởi kiện các cấp tòa. Cấp tòa thì có tòa sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm thì đã xử hết rồi. Và những cơ quan đó chúng ta đã biết thế nào rồi, thì khởi kiện vào đó thì cũng như không thôi. Hiện tại bây giờ thì chỉ có khởi kiện đến Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Nhưng Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì cũng có đề nghị xem xét lại vụ án, thì cũng có xem xét rồi. Xem xét là bằng hình thức là mở phiên giám đốc thẩm và xét xử. Và kết quả ra sao thì các bạn đã biết rồi, phải không? Như vậy khởi kiện cơ quan điều tra tỉnh Long An làm sai lệch hồ sơ thì phải chờ đấy, không nơi nào giải quyết. Mặc dù có đơn khởi kiện đi nhưng không có cơ quan nào hứa hẹn và nhận hồ sơ và trả lời rõ ràng là ngày nào sẽ xử, ngày nào sẽ xem xét thế nào. Thôi việc đó hãy đợi đấy. Còn vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai này là cộng đồng mạng cũng đang ráo riết để phân tích và chia sẻ, tìm lấy lời là giải đáp cũng như đáp án ra thế nào.
kết quả ra sao. Đó là động cơ gây án và hung thủ. Thì phân tích về động cơ gây án thì trên cộng đồng mạng vừa qua cho rằng động cơ gây án đó là buôn bán ma túy. Đây là một vụ giết người có dính líu tới mafia. Do đó bọn mafia ra tay thì rất độc ác, như chúng ta thấy hai nạn nhân chết một cách là tàn nhẫn. Vì sao cộng đồng mạng nói rằng đây là vụ án có liên quan đến mafia? Vì chứng minh rằng chỉ có mafia mới có tiền nhiều. Tiền nhiều thì mới mua được những quan chức của Long An. Do đó, vấn đề mafia đặt ra. Và khi mà vấn đề mafia nó có nguyên tắc rất là độc ác. Đó là nguyên tắc của mafia là khi bị lộ thì nó phải giết người liền bịt đầu mối. Thì vụ án này là vụ án giết người bịt đầu mối. Và những người liên quan thì bọn mafia này đe dọa thủ tiêu, làm cho những người có liên quan rất sợ, im lặng, không dám là lên tiếng một gì cả. Nếu mà lên tiếng chúng phát hiện được thì chúng sẽ sẵn sàng bịt đầu mối, thủ tiêu ngay. Đó là nói về cái bọn mafia. Như vậy mafia, như vậy thì hung thủ là ai? Thì vừa qua xuất hiện trên cộng đồng mạng hai nghi phạm mà cộng đồng mạng cho rằng liên quan đến mafia. Đó là ông Đinh Phú Hùng, là thủ trưởng của bưu điện bưu cục Cò Voi. Ông Đinh Phú Hùng quản lý là bưu điện Cù Voi. Người cộng đồng mạng phân tích rằng tại sao là vụ án xảy ra như thế mà ông không, Đinh Phú Hùng không lên một tiếng nói nào, là trong cơ quan mình hai nữ nhân viên chết như vậy không có ý kiến gì, và cơ quan điều tra của Long An cũng không mời ông Đinh Phú Hùng lên đặng lấy bản tường trình lời khai về những quan hệ của hai nhân viên bưu điện đấy thế nào, hoặc là trong đó có những nhân viên nào, và lầu một thì có trang bị những gì, thiết bị gì, và ai là người kỹ thuật vận hành các thiết bị đó. Không có, tất cả đều im lặng. Do đó cộng đồng mạng nghi ngờ ông Đinh Phú Hùng này là hung thủ hoặc là liên quan đến hung thủ. Có thể là bọn mafia sẽ cử người, cử sát thủ vào để giết. Và thứ người thứ hai nữa mà cộng đồng mạng cũng lên tiếng là cho là nghi phạm, đó là ông Phùng Phụng Hiếu, người đưa báo cho bưu điện. Phân tích rằng tại sao nói rằng Phùng Phụng Hiếu có thể là hung thủ, vì là sáng sớm ra thì anh Phùng Phụng Hiếu là một người phát hiện đầu tiên về vụ án và điện thoại báo cho các cơ quan chức năng, công an địa phương biết vụ án xảy ra và đến điều tra. Và trong lời khai của Phùng Phụng Hiếu có nhiều vấn đề nghi vấn, là anh leo cửa sau vào, phát hiện kêu cửa không được, anh mới leo cửa sau vào và phát hiện hai nữ nhân viên bưu điện bị sát hại. Từ chỗ leo cửa sau vào, trên mạng phân tích có lẽ Phùng Phụng Hiếu là một người đã ra tay sát hại hai nữ nhân viên bưu điện này và leo ra bằng cửa sau. Nhưng khi mà anh báo cho cơ quan điều tra
thì anh có kể ra chi tiết. Anh leo vào cửa để xem bưu điện cầu voi có tình hình thế nào mà không mở cửa, và anh leo trở ra làm mất dấu vết của anh khi anh leo vào leo ra, hoặc là có dấu vết thì cũng khớp với lời khai của ông Hiếu là ông đã leo vào leo ra, thì dấu vết, dấu vân tay, dấu chân đồ này kia thì đúng khớp như vậy. Do đó cộng đồng mạng nói tại sao Phùng Phụng Hiếu là người phát hiện đầu tiên thì cơ quan công an phải mời về ngay làm việc đầu tiên, là anh tình tiết của anh như thế nào và lý lịch anh ra sao và chi tiết thế nào, nhưng chỉ có thấy lời là Phùng Phụng Hiếu là báo với công an để thông báo có vụ án mạng xảy ra thôi. Thì hai người này cộng đồng mạng nghi can là hung thủ sát hại, mà do bọn liên quan đến là cất giấu ma túy trong bưu điện trên lầu 1. Vì hai người này là hai người thường xuyên vào làm việc với bưu điện cầu voi. Một là thủ trưởng cơ quan này là ông Đinh Phú Hùng, hai là ông Phùng Phụng Hiếu đã biên chế vào trong là danh sách của bưu điện cầu voi, cho nên có quyền ra vào bưu điện cầu voi tự nhiên và thường xuyên. Thành ra cộng đồng mạng nghi là Đinh Phú Hùng và Phùng Phụng Hiếu có cất giữ ma túy trong bưu cục cầu voi trên lầu 1, và bị Vân phát hiện. Do đó một là ra tay sát hại, hai là sẽ thuê sát thủ đến giết hai người này để bịt đầu mối, vì nghi ngờ rằng hai nhân viên này là có ý định xin nghỉ để đi làm chỗ khác. Nếu mà đi làm chỗ khác thì có thể sẽ tiết lộ là vụ mua bán ma túy của ông Đinh Phú Hùng và Phùng Phụng Hiếu, cho nên chúng giết bịt đầu mối hai cô gái này. Đó là vấn đề nghi can hung thủ. Và có nhiều clip nói rằng Lê Thị Thu Hiếu cũng có liên quan đến vụ này, là người thứ ba trong nghi can, vì Lê Thu Hiếu là người cũng thường xuyên đến là bạn bè với Hồng và Vân, thường xuyên đến để theo dõi hoặc là giao dịch một điều gì đó tại bưu điện này, chưa biết về vấn đề ma túy. Và sau thời gian này thì Hồ Duy Hiếu, Lê Thị Thu Hiếu chứ, xin lỗi, Lê Thu Thị Thu Hiếu đã vắng mặt. Đồng thời thì Phùng Phụng Hiếu thời gian vừa qua thì lại đi đổi chứng minh nhân dân. Đó là những vấn đề mổ xẻ của dư luận trên cộng đồng mạng. Ba nhân vật mới được đưa lên làm nghi can vụ án. Thì nếu mà vấn đề này mà mafia thì thật là đây là một vụ án là quá lớn. Nhưng theo một số người phân tích thì không đúng. Vì sao? Những người trái chiều có suy nghĩ trái chiều phân tích rằng nếu mafia thì thật sự công an phát hiện được thì không dám là đồng lõa với bọn này, vì đồng lõa với bọn này thì cũng như là đang nhận một án tử hình đấy, chức vụ quyền hạn và danh vọng đều tiêu tan,
với bộ này. Do đó, không thể cả liên quan đến những cán bộ cấp cao như là chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Không thể nào được. Do đó, vấn đề này vẫn có một nhóm người trái chiều bác bỏ. Còn vấn đề thứ hai, đó là động cơ giết người là do ghen tuông mà giết hai nạn nhân này. Thì trước giờ cái vấn đề ghen tuông này thì trên cộng đồng mạng này đã đi xoáy sâu vào cái nhân vật này và cái động cơ này, không có nói về vấn đề mafia, mà vấn đề mafia là mới nổi lên đây thôi. Thì đúng ra tôi cũng nghĩ rằng đây là vấn đề ghen tuông mà giết người. Nhiều người nói rằng tại sao ghen tuông mà đến giết người yêu mình như thế. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người phân tích rằng nghi can Nguyễn Văn Thịnh là một người con nhà giàu có, quyền thế, có nhiều tiền lắm của, có khả năng là lo lót được, hơn nữa có khả năng là có quyền thế để hứa hẹn một hợp đồng với các nhân vật này là ngoài tiền bạc sẽ nâng đỡ thăng quan tiến chức, còn ngược lại thì sẽ bị là tru dập. Do đó các quan chức cũng như các cơ quan điều tra tỉnh Long An là rất sợ thế lực này, do đó phải làm theo và tác động lên là thủ trưởng cơ quan điều tra của các nhân vật này, đề nghị xuống và làm theo mệnh lệnh. Do đó cơ quan điều tra phải làm theo mệnh lệnh, không thể là làm khác được. Nói về là hung thủ thì Nguyễn Văn Thịnh này, con nhà giàu có, được chiều nuông chiều và ăn chơi trác táng, có sử dụng ma túy. Do đó khi mà vào thăm Hồng ở Bưu Điện thì đã thấy một tên địch ngồi ở đó. Do đó Thịnh đã quay ra và đi uống cà phê với những người bạn là ở bên tiệm vàng, trong lòng rất là bực tức, nóng giận. Nhưng bạn bè rủ đi uống cà phê, anh ra đi. Trong quán cà phê đó thì nhóm bạn bè ở tiệm vàng bàn lại tiếp về với chuyện yêu đương Hồng Vân, thích bác với Thịnh. Do đó có một trận gây gỗ to tiếng, suýt nữa xảy ra xô xát tại quán cà phê, và ông chủ quán cà phê có ra can ngăn. Nhưng xong rồi, uống cà phê xong về, có thể khả năng rằng Nguyễn Văn Nghị này quay lại Bưu Điện Cầu Voi, và vì tức giận nóng nảy vẫn còn trong người thì vừa qua là nói chuyện với nhau và vấn đáp với nhau có bực tức, cho nên có đánh cô Hồng, và hai bên đôi co với nhau, thành ra bực tức càng nóng giận lên hơn, cho nên sự như là xô xát với nhau tại Bưu Điện Cầu Voi trên lầu 1. Và cô Vân có thể bị sát hại tại trên lầu 1. Cô Hồng chứ, xin lỗi, có thể bị sát hại trên lầu 1. Và trong khi đó cô Vân về thì thấy được những việc như vậy, thì hai bên cũng đã xô xát nhau tại dưới phòng khách và xảy ra là án mạng. Tất cả hai nạn nhân này trước khi bị cắt cổ đều bị bất tỉnh, nhưng hung thủ sợ rằng nạn nhân sẽ sống lại, do đó
dùng dao cắt cổ luôn, không thể để sống lại được, để cho chắc chắn rằng hung thủ đã chết. Sau đó, nghi can này là nghi can số 1 mà trên cộng đồng mạng là bàn tán rất nhiều trong thời gian qua, là lý do là như thế. Và cộng với nữa là sau đêm đó, Nguyễn Văn Nghị đã bỏ trốn. Vì ngày hôm sau thì cơ quan điều tra đến tìm ở các nơi hay lui tới và nhà trọ thì không thấy Nghị. Xin lỗi, nãy giờ mình nói lộn tên là Thịnh, tên là Nghị à. Không thấy Nghị ở đâu. Do đó, cơ quan điều tra su tra hồ sơ vẫn biết rằng Nghị còn một địa chỉ nữa, đó là sẽ trở về nhà mẹ Nghị và đón bắt đêm hôm đó tại tại nhà mẹ của Nghị ở cái bè Tiền Giang, cái lẫy Tiền Giang chứ, tại cái lẫy Tiền Giang. Như vậy thì nghi can này là số 1 rồi. Thì tất cả cộng đồng mạng vẫn là quyết định cho rằng Nguyễn Văn Nghị chứ không ai khác. Thì hai luồng thông tin này đang giằng co lẫn nhau trên mạng. Thực hư thế nào thì chưa rõ. Đây chỉ là những vấn đề suy đoán, không căn cứ, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Do đó, chúng ta phải chờ là cơ quan điều tra công bố và có chứng cứ rõ ràng, minh bạch thì mới biết được ai là hung thủ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ với anh Minh đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn anh Minh rất nhiều đã nhờ anh Minh chia sẻ với cộng đồng mạng về ý kiến của tôi nha. Xin chào anh Minh nha. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Hẹn anh lại cuộc trò chuyện sau nha. Nếu có thông tin mới gì về vụ án Hồ Duy Hải thì anh gọi điện cho tôi và chia sẻ nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh, hẹn gặp lại sau nha.